Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Các thành viên nhóm nhạc nữ K-pop có thể xinh đẹp như nhau nhưng chiều cao luôn có sự chênh lệch. Người sở hữu chiều cao khủng nhất nhóm thường sẽ được chú ý nhiều hơn. Rose, Chuy, Sowon, Yuna, Joy là những thành viên cao nhất trong nhóm, nhưng liệu ai mới là người khiến dân tình trầm trồ hơn? Thứ nhất, Doyeon của Wakey Makey. Dù không phải là nhóm nhạc đình đám bậc nhất nhưng Wakey Makey vẫn có lượng fan ổn định, nhóm được biết đến với visual đồng đều giữa các thành viên. Song thì Doyeon được chú ý hơn cả nhờ chiều cao vượt bậc là 1m73. Với đôi chân dài, nữ idol dễ dàng gây được ấn tượng trên sân khấu, không bị chìm giữa đám đông. Thứ hai, Haeyong của AOA. AOA là nhóm nhạc gặp nhiều thị phi trong quá trình hoạt động khiến sự nghiệp ngày càng sa sút. Thế nhưng nhiều người vẫn nhớ đến AOA vì thành viên Haeyong. Nữ idol cao 1m72 bao giờ cũng chiếm trọn ánh nhìn khi xuất hiện cùng nhóm. Ngoài ra thì thần thái được ví như tổng tài của Haeyong cũng giúp cô thu về lượng fan lớn. Thứ ba, Sowon của GFan. Thành viên nhóm nhạc GFan Sowon sở hữu chiều cao 1m72, đôi chân dài và thon của cô từng làm công chúng phải trố mắt. Tuy nhiên, qua nhiều ảnh chụp, cư dân mạng cho rằng Sowon còn có thể cao hơn con số thực tế này. Dù có chiều cao được cho là khủng như vậy nhưng Sowon không dìm các thành viên cùng nhóm khi đứng chung, bởi lẽ GFan là nhóm nữ có chiều cao trung bình ổn, thành viên thấp nhất cũng cao khoảng 1m63. Thứ tư, Chuy của Twice. Không chỉ là visual của Twice, Chuy còn là thành viên cao nhất nhóm, nữ idol cao 1m70 nhưng người hâm mộ cho rằng cô phải cao đến 1m72. Chuy nhiều lần dìm các chị trong nhóm khi đứng chung khiến fan đặc biệt thích thú. Người đẹp cấp Đài Loan dễ dàng có được loạt ảnh đẹp thu hút mỗi ánh nhìn nhờ chiều cao lý tưởng. Thứ năm, Won Young và Yujin của IZONE. Won Young và Yujin là hai thành viên có chiều cao ngang nhau trong nhóm là 1m69. Đối với các thần tượng nữ thì đây là một chiều cao vừa tầm, các cô gái không gặp phải nhiều vấn đề rắc rối bởi vì cao vượt trội hơn người khác. Thứ 6, Yuna của ITZY. Là nhóm nhạc tân binh thuộc thế hệ Gen 4 nhưng ITZY đã sớm được netizen yêu ái nhờ debut dưới trướng của JYP và là đàn em của Twice. Nhan sắc của các cô nàng được đánh giá tốt. Yuna, em út của nhóm giữ vai trò visual không chỉ đẹp mà còn cao hơn hẳn các chị, chiều cao của cô là 1m69. Thứ 7, Rose của Blackpink. Blackpink mỗi lần xuất hiện luôn đồng đều với đội hình khiến nhiều người lầm tưởng nhóm có chiều cao như nhau. Thực tế thì Rose là thành viên cao nhất với số đo là 1m68. Người hâm mộ đôi khi không cảm nhận được chiều cao của Rose, song nếu ngắm ảnh chụp cá nhân của cô nàng này thì ai nấy cũng đều trầm trồ. Tuy chiều cao không vượt mức 1m70 nhưng giọng ca chính Blackpink rất biết chụp ảnh khách dáng. Hơn nữa vì thân hình mỏng manh, đôi chân dài và thon, Rose khiến nhiều người tưởng rằng cô phải ít nhất là 1m70. Chúng mình là Top Sahan và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!